sanko ahu naiyo pahu naiyo daki naiyo anchai karaniyo anotarang bunya ketang loka satinati me saranang anyang sanko me saranang guarang etena sancha wache na hotu me Jaya Mangalang Uttamang Gena Wande Hang Sanghan Jaduit Hatamang Sanghe Yokalito Doso Sangko Kamatutang Mamang Wanda Mijeti Yang Sapang Sapatane Sopati Titang Saririkathatu Mahabothing Bhotaro bang sakalang sada Sambhote athavi sancha doada sancha sahasa ke pancha sata sahasa Ninamami sirasa ahang te sanghammancha sanghancha adare nanamami hang Namakaranu fawe nahantua sape upapdawe aneka antaraya piwina santo Ase sato sambuate pancha panya sancha jatuwi sati sahasa kedasa sata sahasa Ninamami sirasa ahang te sanghammancha sanghancha adare nanamami hang Namakaranu fawe nahantua sape upapdawe aneka Antaraya piwina santua se sato sambuathe na uttara sate athajatali sasahasake Gwisati sata sahasani namami sirasa ahang te sanghammancha sanghancha adare Nanamami hang namakaranu fawe nahantua sape upapdawe aneka Antaraya biwina santua se sato Sape puratima jadi saja sata awera suki hantu sape Puratimaya anudisaya sata awera sukhi hantu sape dakinaya disaya sata awera sukhi hantu sape dakinaya anudisaya sata awera sukhi hantu sape Pachimaya disaya sata awera sukhi hantu sape pachima Jānu disāya sātā awērā sukhi hantu sāpē Uttarāya disāya sātā awērā sukhi hantu sāpē Uttarāya anu disāya sātā awērā sukhi hantu sāpē Uparimāya disāya sātā awērā sukhi hantu sāpē Hetimāya disāya sātā Awera sukhi hantu sape sata Awera hantu sukhita hantu nidokha hantu abhyapacha hantu anikha Hantu dikha yuka hantu aroka hantu sambatihi samichantu sukhi atanang Pariharantu dukha pata jani dukha faya pata jani faya soka pata jani soka hantu sape bibani no Akasatha jafamatha dekwa naga mahitika Bunyang no anumodantu jirang rakhantu sasanang akasatha jafamatha dekwa naga mahitika Bunyang no anumodantu jirang rakhantu no garo akasatha jafamatha dekwa naga mahitika Bunyang no anumodam tujirang rakhan tu nyata yo akasatha jafamatha dekwa naga mahitika
ปุญญังโนอนุโมดันตุจิรังราคันตุปานิโนอากาสาธาจะฟัมมาทาเดวานากามหิทิกาปุญญังโนอนุโมดันตุจิรังราคันตุโนสาดาอิดังวัตโนปุญญังอาสวะขยาวหังโหตุอนากเตกาเลสาธุสาธุDạ, hôm nay chúng ta học tiếp bài số 72 bài tập. Không biết là anh Khánh có hỏi cái bài tập gì nữa. Dạ, mở bài tập 2 hả sư? Hãy subscribe
Bhikkhu Durato Agacchantam Bhagavantam Dikwa Anyamanyam Dikakam Santha Petun Sovu Pamu Dhamma Samanu Kham Dikne Kwa Akwa De Tappu Napai Chupakha Tappu Napakta Patayi Varangwa Tik Jahe Tappanti. Sakawa dewa saya kena mewa aji kiki pante ime dwe jana kala kata aje kiki tato so kope atano wakupakare panca waki ye sikawo anu sari pana panca waki ya siku sepuno aja sakwa atana atana sepakama di kari itu. So di pecah kuna bila taji isi pesene para nasi yang di akrante pancawak ije tikawo atasa atako so cinte si ala roja kala mo tako jaka to pandita biyata imang kamang kepamewa aja di tante di Itapi Fakawa Panjawakti Ye Itu Di Hama Cakap Wasana Sutena Anak Sutena Ja Anak Taklak Anak Sutena Ja Anak Tak Palang Pakesi Atako Sata Anu Pukpena Kuta Gaya Ya Migata Ye Isi Patane Para Nasi Nakarang Jari Panjawakti Ya Nang Itu Nang Hama Sade Senaya Pakawa saham peti prampuno aje senang saham peti cikwa intesi kasa uko aham pataman kaman desi yami ko imang kaman kepamewa aja neyati panjawati ya piku kondanyu koko pakiyo mahanamu ati cijati ukena De titasa anatalakana tutasa sawanena arahata palang hati gamitu. Tikudu rato agacham tang pakawan tang ikwa anyamanyang itakang santa pesu. Sogo tamo nama samano amhe ine wahapiwa de tapu. Napat cepat ha tapu nataksa pataji warang wa. Dạ đọc hết 10 câu luôn không sư? Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc. Có người đọc 5 câu có người đọc 5 câu. Dạ. Dạ, 5 câu Bali sang tiếng Việt. Câu thứ 1. Phagawa dewa taya khana me quá achikhi phang te ime dwe chana kalakata ahe sun tí. Câu số 2. Tato so buppe atano bahukare pancha vige bikhavo anusari. Câu số 3. Bana bancha wakgiya bhikkhu satuno agatassa
Atana Atana Sabba Kamani Karinsu. Câu số 4. So Dipa Chakuna Migya Daye Isiba Tane Paranasiyang Viharante Pancha Vakiye Pikavo Adathasa. Câu số 5. Athako So Chintesi Alaro Cha Kalamo Udako Cha Ramabutto Bandita Viyakta Imang Thammang Khipa Ven Khipa Mewa Achanisan Titi. Thưa sư xin hết rồi. Dạ, con xin mời cô Dự Bảo. Dạ, sư con xin đọc bài. Ithapi Parawa Pancha Wak Viyehi Vikuhi Thamma Chak Kappa Wak Panasu Tena Anatha Lakha Nasu Tena Cha Arahata Palang Babesi Atakho Atakho Satha Anu Bobbena Puthaga Yaya Niga Daye Isipatane Baranasi Nagarang Chari Pancha Vakiyanang Vikuna Thammasa Desanaya Pagawa Sahampati Ramuno Ache Sanang Sampati Chitoa Chintesi Kassa Nukho Ahang Bhattamang Thammang Desayami Kho Imang Thammang Khipamewa Achanayati Pancha Wak Vijindya Vikhu Kondanyo Wapo Phadiyo Mahanamo Asachi Cha Te Thế Na Đề Sĩ Tát Xá Anát Anata Lakha Nasu Tát Xá Sa Quá Nề Na Arahata Pha Lăng A Thí Gá Minh Sú Huyết Khù Đô Rá Tô A Gá Chàn Tăng Phá Gá Hoàng Tăng Bí Xòa Anh Nhá Mạnh Nhăn Cá Tí Căng Sàng Thạp Sùng So Gotamo Nama Samano Amhehi Newa Afiwa De Tapo Na Pachutha Tapo Na Tassa Patachi Warang Wa Pati Patiga He Ta Phan Ti. Dạ con xin hết ạ. Vậy câu số 2 thì cho rồi. Cái chữ này không sư? À, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Phá ga qua đề quá ta giá Khana mê quá a chích khí dí phàn tê ý mê đuê chá na khá lá cá ta á hê xuân tí. Câu số 2. Ta tô sô phúc bê á ta nô bà hú bà cà rê bàn chá quắc gí dê phước kha vô á nút xá rí. Câu số 3. Bàn ná bàn chá quắc gí già bích khô sát thú nô A gát tá xá, á tá nà, sàm bá, càm mà ní, cá rìm xú. Câu số 4. Sô, điếp bá, chách khú nà, mí gá, đà dê, ít xí bá tá nề, bà rà ná xí rằng, vi ha ra rằn tề, bàn chá, quách gí dê, phi khá vô, át đá xà. Câu số 5. Atha kho so chinte si ala ro cha kalamo udako cha rama putto pandita
Vijata imang thammang Kippa mewa acha nisan ti tí. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc lại. Đọc câu số 6. Bí thà bí, phá gà quà, bánh chá, quát ghi dì hí. Bí khu ní, thầm mà, chắc khá, chắc cấp bá quá. Chắc cấp bá quát tá, ná sút tư ná. Chá, á nát tá, mắc khá. Nasu tene che arahata ba phalang basisi hồi số 7 athako satha anubu bene puttaga wa yaya miga daye isi patane parana sine gerdang cheri panche watvi yenang biết khu năng tham mất sẽ để sẽ này dễ câu số 8 phải gây quà sẽ hàm bát tí ramuno ách chế sẽ năng ram bát tích chế trí tòa trình tự sĩ cách sẽ nú phô a hằng bát tham măng để xây dè mí cô ý măng tham măng kiếp bé mười quá Atenayati câu số 9 Pancha Vatgiya Vatgiya Pishu Kondanyo Kondanyo Vapbo Thadiyo Mahanamo Asati Chati Puthena Deshi Tasha Anatta Lakha Nè sút ta sẽ ra quên nền nè a ra hát ta và lăng y thi gà mình chú và chú mùi ít khô đù rê tô a gắt chân tăng và gà quần tăng y xòa anh nhá mạnh nhằng ca kí tăng ca kí căng chân thà bê xuân So go tamo namas semino amhehi newa afi wade tapo na pachu tha tapo na tasa patta chi warang wa pati pati gehe tapanti ya thi sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt. Câu số 1. Bhagava Devata ya Khana me wa Achikhi bante ime Dwe Jana Kalakata Ahe Sunti. Câu số 2. Tato so bupe attano bahukare panjawagiye bikawo anusari. Câu số 3. Pana panjawagiya bhikkhu sattuno agatasa attana attana sabbakamani karimsu. Câu số 4. So Lipa Chakuna Migadaye Isipatane Varanasiyang Viharante Panchawakiye Bikawo Adasa. Câu số 5. Attako so chintesi alaro chakalamo utako chak Ramabutto Bandita Viyata Imang Thammang Kippa me wa achani santi ti. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo.
Dạ, thưa sư con xin đọc bài ạ. Ít thảo tí, ta gâu hòa, tành trao quá, rí, về hí, thích khu hí. Thăm lá chắc, cắt tá, quắc tá ná, xúc, tê ná. Chả, á nát tá lắc, khá ná, xúc tê ná, chả. A ha hát tá, khăn nằng, tà, tê xí, câu số 7. A tha khô, sắc hà, a lu tê ná, bút thả giá, da giá, mi giá đa dề, y xí tá tá nề, ra mà, ra ná, xì ná, ra rằng, ra rí, tanh chá quát rí ra nằng, tích khu nằng, thăm lát xá, đê xá na giá, cô số 8, xá giá hoa, xá hâm tạch tích, ra mũ nồ, ách chê xá nằng, xâm tá tích chí tòa, tìm tê xí cách xá, ngũ phô á hằng, tá thá năng, bá thăm măng, thăm măng, đê xây ra mí, cô im măng, thăm măng, khích tá mê quá, a cha nây ra tí, câu số 9, đăng cháo quắc, rí ra, phích hồ, côn đình nhô, quắc bồ, tháp lý dồ, ma hà nà mồ, ép tắc trí, cha tí, bút thê ná, đê phí tắc xá, án ác tá lắc, khá ná, xuất tắc xá, tàu nề ná, á ra hát tá khá năng, á khí giá minh số, cô số 10, thích khu, đu rác tô, a gác, chan tăng, a ra hoàn tăng, dí xòa, anh nhá manh nhằng, ta tí tăng, thanh tha tệp dùng, sô vô tâm mô nà mã, ta nà nô, âm hề hí, mê quá, a khí hòa đề tắc cô ná, tắc chút thà tắc cô ná, tắc xá, tất cả chi qua răng qua và tích giá hề tác bàn tí và khi sư không xin hết ạ. À, giờ xin mời Phật tử An. Dạ thưa con kính đảnh lễ sư, con kính chào đạo tràng và con xin đọc bài. Câu số 1. Ba ga hòa đề và tà giá Khana mê vá a chí kí vi bàn tê y mê duê sát nà ká lát ká tà á hê xuân tí. Câu số 2. Tá tô sô phúc bê á tá nô vá hú phát ká rê thanh chá gác kí dê biết ká vô á nú sát rí. Câu số 3. Phana thanh chá vác kí dạ biết khu sát thu nô a ya ta sa at ta na at ta na sa pa kam ma ni ka rim su. Câu số 4. So dip bak so dip bak kak khu na mi ga da ye isi pa ta ne pa ra na si yang vi ha ran te phan cha va i ye i ka vo at da sa. Câu số 5. At tha kho so sin te si a la ro cha la ka mo ut da kho cha ram ut da kho cha ra ma pu to phan di ta vi ra ta i mang tham mang kip pa me pa a ta ni san ti ti. Dạ con kính cảm ơn. Dạ con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc không? À, dạ xin mời Phật tử Quốc. Đọc hai người ạ. À. Sư cũng ba chứ.
Dạ, xin mời thầy chủ tịch. Sao nó không vô tí? Mở loa chưa? Dạ, dạ tôi sơ tôi xin đọc hai người ạ. À. Nó đọc. Đọc đi nghe rồi. Con đọc bài này đi. Ita bi phagawa bành chao đi về hi phích hi tam ma chắc cap ba wat ta na sút tê na anata lát khana sút tê na cha aram hát ta pha lăng bà bê sĩ atako sát ta anu búp bê na búp phá gà dà dà mi gà đà dê isi bát tê isi bát tà nê bà ra na bà ra na xin na gà răng chà ri bành chá quát đi dà năng phít khu năng thăm mát xa đề sát nà giá phá gà hòa xàm hầm bá tí rầm mù nô át chế sát năng xàm bá át tế sát sambati toa chin te kasanuko ahang bakanang pamang desaya miko imang tamang hip khi ba mẹ quá ách cha này già tí bành chá quá tí già thích khổ con đành nhô vắt bồ phát đi vô mahana mô ách sa chi cha tí bút thề ná đề sĩ tát xa anatalat khana sutara tasa sawanena arahata phalang afiga minso fitko de rato agachan tang pagawang tang đi so anh nhá mạnh nhăng các tí cành xanh tha bê sung so gồ tam mô na má xà nam mô âm hê na nề quá bắt ta chỉ quá rằng bắt ta chỉ quá rằng bắt ta chỉ quá rằng bà và bát tí và bát tí giá hề tắc bàn tí. Dạ thưa sư, con xin đọc đoạn đầu ạ. Ngài đọc đoạn này luôn sư ạ. Phá gá hòa đề hòa tà giác cánh nam mề quá à trình khí dí à trình khí dí phần tề y mề đề chá nà cà lá cá tà á hề xuân tí. Câu số 2 ạ. Tát tô sô bút bề ác tán nô bá hút bá cà rê bành chá bắc ký dê ký cano anut sari
Dạ, câu số 3 nè. Bana pancha wakkiya tikho satuno agastasa attana attana sabba kammani karinsu karin karinsu. Câu số 4 ạ. Sodipa sodip sodipa chakuma iga daye isipatane farana siyang viharat viharat viharante bancha vakive khi 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 Kipawo a dasa. Dạ câu số 5. Atha athako so chintesi ala alaro cha kamaro utta gocha rama putto bandita viyata imang thamang kipawe quá khít phá quê quá à chá nít sàn sàn tí xin tí tí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Dạ, chọn câu để chúng ta sửa. Dạ, đã thấy câu chính của cô Diệu Thủy. Con xin chọn câu số 6 hồi sư. Hello. Vô ngã tương. Dạ các Phật tử là cái dịch câu nào xin nói không biết nào. Mà câu số 6 rồi nha Khánh. Dạ. Bắt đầu ngạc tới Đức Thế Tôn. Chúng tỳ khu
Thánh ơi, giờ tiên làm câu 7 nha. Dạ. Con xin đăng ký làm câu 4. Nó chát lên rồi không? Ủa, chắc có 4. Ai làm câu 4 rồi? Nãy em tính là câu 4 đấy, chị Hoa làm, em chọn câu khác chị Hoa. Bây giờ thôi là Khánh làm đi, Khánh làm đi. Dạ. Câu 1 có chưa Khánh? Chưa ai làm chị. Rồi, làm có một.
Cái nơi chị đang bài 7 lên ở đây. Dạ. Có phải đang thử câu nào không? Dạ chưa. Hiện tại là còn câu 2, câu 3. Còn câu 8. Chị làm câu 3 nha Khánh. Dạ. Cô bảo làm cô tán luôn ha. Dạ rồi. Câu 10 có ai chưa khách? Dạ chưa mà. Dạ mình đăng ký câu 10 luôn. Câu này dài quá. Con đánh mẹ luôn. Dạ con làm luôn câu 3. Dạ cô ba cô bảo đăng ký rằng cô ba câu hai cô bảo làm câu 8. Dạ. Chị Hoa đó, cô ba đã làm rồi.
Chị Hoa đăng ký câu 3, cô bảo đăng ký câu 8 và hiện tại còn câu 2 rồi. Dạ vậy con làm câu 2 ạ. Các Khánh ghi dùm cô đọc các Khánh ghi luôn nha. Rồi, cô bảo đọc đi, cô bảo. Sau khi chấp nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Sa Hâm Bát Tý, mở bớt cái cầu đi con. Đức Thế Tôn đã suy nghĩ ta nên thuyết pháp cho ai đầu tiên? Người nào có thể mau chóng hiểu được pháp này? Rồi, cảm ơn các Khánh. Còn câu số 3 không ai vừa thoát rồi. Dạ. Đó. Sau câu số 2.
Khánh Khánh. Dạ. Khánh hay nhìn chỉ công việc của mình đó hả? Công việc của mình hả chị? Dạ. Bấm chị đã lên đi tại nãy chị bấm lên lộ mà sửa lên. Còn phím không bấm. Đã. Đi đến. Đạo sư đi đến mọi người đã. Cool. Có chữ đã ở đây không chị? Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 10 câu bài tập rồi sư. Ta xem bài sửa. Dạ con số 1. Mắt có hoa đều có tài giá. Thanh áp mê quá ai chỉ ký dí. Thanh tê ý mê đề quá giá. Quê chắc là cả là các bạn thì không tí. Ở đây có trước tiên tách cái hộp này ra, nó chia chung tí này thì trên đó là nó chia chung với lại chi tiết, chung với lại chi tiết. Chúng ta sẽ được nó là quá câu qua đi quá ta giá, khả năng đi quá ai chi tiết. Ở đây nó là dạng một câu của đồ xe. Có những Đức Thế Tôn được vị thiên ngay lúc đó, Thánh Âm Mê Quát ngay lúc đó Đức Thế Tôn được vị thiên và được biết có rằng có Đức Thế Tôn được vị thiên có rằng cái gì cũng được bằng ngài. Hai người này tặng mình chung cầu. Biết mê quê chắc na là hai người này. Cả lắc các ta ác kia xuống. Và đến câu 1. Câu 2 đó là Tất Tô Sô Phúc Phê Ác Tân Ngu Phúc Phật Cà Rê Bành Cháu Ác Kỳ Dê Kích Tông Vua Ánh Tư Rí. Là lúc mà Đức Phật này à chấp nhận lại cầu của Phật tiên rồi. Xem xét hỏi ai có ai nhớ đến hai đồng Phật khi ngài biết cái thông tin là hai vị này đã qua đời rồi thì ngài lại nhớ đến năm anh em bị tập nghiệp người đã giúp mình. Có câu đó là Tát Tô Sô Phúc Phê A Tăng Nô Phúc Phật Cà Rì Phay Nhớ Quát Kỳ Chê A Tăng Nô. Câu này thì câu bình thường, câu năng lực Tát Tô này thì sau đó một cái đó ngày nhớ đến ngày đến đến năm vị tỷ phu thực ra thì dịch năm vị tỷ đến nhóm năm vị phu tại có cái chữ quốc giá. Quốc giá ở đây nó thay đổi thành thêm chi giá quốc
bánh đó quá kỳ giá cho nên nó lại nhớ để những ngày đến nhóm năm thì bánh đó gì không u mà cũng các cái gì cũng có cà ri những người đã có ăn với mình trước đây là có công với mình trước đây từ ăn tới no trong trường hợp này là ăn thứ tư ông muốn với mình trước đây rồi đó là câu thứ hai. Thưa sư, sao hôm nay sư nói nghe không rõ sư ơi? Rõ hả? Dạ không, nghe không rõ được. Dạ đúng rồi sư, nãy giờ con không dám nói. Máy này nói cũng giống như một khi thôi. Dạ nhiều khi cái mạng yếu sư. Một phần là hôm nay mạng yếu đó. Rất là yếu. Sư bị cắt mạng quá. Rồi câu số 3. Khi là các tử mình nghe lại trên thâu lại có nghe được. Atana là cái thứ ba còn quên không đi quên. Câu thứ ba đó là Pana Panjawakiya Piku Satuno Akataksa Atana Atana Sapakama Nikarinsu. Là cái câu này nói về cái đoạn mà khi mà Đức Phật ngày đi đến để thế độ năm vị tỳ kheo này á, thì các vị mới họp bàn với nhau lại đó là khi mà Đức Phật đến thì Đức Phật hẹp tiếp đón, Đức Phật hẹp hẹn lấy bát gì cả. Nhưng mà đến khi mà Đức Phật ngài đi đến, họ tự động họ làm hết tất cả các việc. Thì dù trước đây đã được cứu với nhau, nên là được hoàn toàn với nhau. Thì ở đây có câu đó là Panapanjawakiya Piku Satuno Akataksa Atana Atana Sapakama Nitanshu. Tuy nhiên, dịch Panap. Thì ở đây mình nói cũng đặc biệt là Satuno Akataksa. Đây là khi bậc đạo sư đi đến hoặc là không khi bậc đạo sư đi đến tắt thì khi bậc đạo sư đi đến chúng năm thì khu tự mình làm tất cả mọi công việc thì chỉ của mình bỏ đi. Để chữ Atana đó, Atana ở đây mình là tự mình rồi. Dạ, con kia lộn. Dạ. Bỏ chữ của mình là biết sao. Của mình là biết sao. Câu số 5, câu số 4. Câu này thì nói về thế đoạn khi mà Đức Phật để thuyết pháp này chấp nhận xong thì ngài dùng thi nhãn để quan sát xem coi xét nhìn là một là xem là các vị tỳ kheo này đang ở đâu, nhóm năm tỳ kheo đang ở đâu. Để đây mình có câu đó là sau Ipachakuna Vigandaye Ipipatane Paranasiyam Viharamte Panyawakiye Pikavu Atasa. Bằng thiên nhãn hoặc là với thiên nhãn đây là cái chữ Ipachakuna chứ trong thiên nhiệm mình vậy nghe nó hay hơn. Ngài đã thấy nhóm năm tỳ khưu đang ngủ tại vườn nai ở Isipatana gần thành Paramasi
gần thành ngoài dấu phẩy. Rồi câu số 5. Atakho so chindi si ala roka lam ala roja kalamo kudako jaka makuto panita viyata imang kamang kipamriwa aja ni santri. Này là đọc và Đức Phật này suy nghĩ về đạo sĩ ala roka lam ala. Đoạn này cũng cho chúng ta một cái ý đó là khi mà mình đã tu tập chứng đắc được thiền rồi thì cái phiền não nó cũng đã bị đè nén, tức là cái sức mạnh của phiền não nó cũng được biến đi, nên những người này gặp những phần thì họ rất dễ chứng đắc được thành quả, tại cái tâm của họ đã được huấn luyện nhiều rồi. Và cho các khắc khô là khi ấy cái so thì này suy nghĩ rằng cái này cho giống là kết alaro calamo mai đến tiếng dịch á là cái chữ ô này phải bỏ nó hết, tại chữ ô này là phải chia nó rồi, cho nên tiếng dịch thì mình chỉ lấy lại đó là alara calamo alara kalama. Chỗ từ alara này cho cái dấu kép. Và cũng đất cá Ramaputta. Đất cá Ramaputta. Nhớ thiền dịch thì bỏ cách nó, tại mấy cái này danh từ Bali cho nên người ta chia nó rồi. Thiền dịch thì bỏ là bậc trí Pandita, bậc trí Pandita ở đây tại vì nó là tính từ của cái chữ tới hai vị đạo sĩ, cho nên người ta chia nó là thiền dịch bậc trí. Những bậc trí vậy đa quan Pita đây thật ra ní dịch đi chữ Pita là những bậc trí, dịch cái chữ Pita đây là cũng là những bậc đa quan. Không thể dịch tắt là tất cả rằm của ta là bậc trí đa quan, là bậc trí bậc đa quan có thể mau chóng hiểu được pháp này. Tại ở đây ở phía trước mình đã kể hai người rồi, thì bỏ cái đó biết chi bật chứ chúng ta cần bỏ mọi chi những cái này giờ bỏ từ gì sư bỏ chi những chúng mình kể hai người rồi sẽ đây một tí bật ra quan có thể mà chống thì này là câu thứ năm. Câu thứ sáu ở đây dịch là sẽ mau chóng được không sư? Như là được. Ở đây là dịch là sẽ đi. Chống thì được phát này.
Đổi là nhóm hả sư? Thì tôi
tăng thi khóa cho ai đầu tiên và tăng thi khóa cho ai thứ người nào có thể mau chóng bị được thoát này rồi. Dạ thưa sư, cho con hỏi cái này là bài pháp đầu tiên đến ai hay là nên dịch là thuyết pháp đến ai đầu tiên sư? Có chính từ là ahang là ta, ese yam mi là dạng là khoảng cách, dịch là nên hoặc là có thể, nên dịch là nên, nên thiết pháp. Nên thiết pháp. Hoặc ai, ở đây là các sắc khô thì phải chọn ai chứ. Nói là thiết pháp trước cho ai á? Dạ, yeah, hay là hiểu là thiết bài pháp đầu tiên cho ai? Thiết pháp cho ai trước? Thấy cái pháp tham ăn hình như nó bổ nghĩa cho tham ăn. Cái pháp tham ăn này á, cũng có thể là tạng từ. Dạ. Yeah. Tạng từ không biết là nó phải là tính từ. Do nghe Phật đạo sư thuyết giảng kinh vô ngã tướng, hoặc là không do nghe hoặc là sự tiết giảng thầy kinh vô ngã tướng, hoặc là ở đây mình có thấy dịch đó là đại chứng được thắng quả a la hán do nghe bài kinh, do nghe kinh vô ngã tướng được thuyết giảng bảy đức thế tôn. Dạng này thì nó còn hơn do nghe hoặc là sự tiết giảng vô ngã tướng. Rồi câu số 10.
Thưa sư, câu số 9 con dịch vậy có được không sư? Chúng năm tỳ khu là con đanh giá, bắp bá, phát đi giá, má ha nam má và ác sát chí đã đắc được quả A-la-hán bằng bài kinh vô ngã tướng do Đức Phật đã thuyết. Không được. Ở đây cái chữ xuất tất sát nó phải là cách thứ ba, giống như là câu thứ tư. Chữ xuất tất sát đây là nó là cách thứ tư. Mà nó dùng như là xuất từ chữ sáu anh em á. Tại sao sáu anh em á nó là dạng cái đầu từ, trên xuất từ nó là thứ tư. Nên phải dịch theo cách thứ ba. Ai đạt được thành quả là hạn do nghe bài thứ tư. Dạ, do nghe. Phật. Dạ, cảm ơn sư. Rồi, con số 10. Dạ, thêm chữ gì sư? Bỏ thêm chữ người. Các tỷ phương đã còn với nhau rằng. Bỏ thêm chữ người á, các thánh. Chữ người sao chữ phu? À. Tức là cái chữ này, mặc dù ở trong tượng tượng thì là chữ này là anh nhân. Với anh nhân. Anh nhân, anh nhân. Trong tượng tượng thì chỉ như vậy, nhưng mà nguyên cái cụm này anh nhắm mình nhăn ký tất cả tâm tha về về sung nguyên cái cụm này thì chỉ cần dịch nó là đã quan với nhau này là được rằng là khi chạy phí ở dưới không tích cái hệ tập hoàn tí ở đây tách nó ra tích cái hệ tập vàng là chi phí thì là số mô tâm hồn nào á tâm hồn vị sa môn vô tâm mắt đó chúng ta âm thế chí nề quá vị sa môn vô tâm mắt đó chúng ta không nên đánh lễ không nên đứng lên bất chấp bất hà bất phù nên đứng lên tiếp đó bất chấp bất hà bất phù cái cụm mà không nên ở đây nó chỉ có hai cụm thôi, tức
là nó chỉ có từ âm hệ ý đề quá nắp ba thì tập phù là một, rồi nắp bắt chút bắt hà tập phù là hai, còn cái cùng cái sau này nắp tắt quá các pháp bắt tay chi qua rằng qua thì cái thì tập phần tí nó phải là cái phần riêng của nó. Đây thì có chữ là bắt tay chi qua rằng để nó là chủ từ, để đây phải dịch là chủ từ trước, chủ từ trước. Y và phá của vị ấy là tại sao ở đây là tích cái tấp quan, ở đây là trong khi đó hai chữ ở trên đó là ấp qua đi tấp u với chút tấp hà nó tấp u nó đều có khả năng tương tự tại sao khác nhau do ở đây đó là hai cái chữ này cái chủ từ của nó là chữ tấp u cho nên nó là phải ấp qua đi tấp u.
Khánh, Khánh là lùi xuống như tiên chụp hình cái không? Dạ, dạ. Không đủ. Lớn lòng vị thị khương đã đạt được thánh A La Quá tháng do nghe bài kinh vô ngã tướng được thực hiện bởi đức Phật. Xong chưa xong mà tất cả đồ cực kỳ nào.